Dạ vâng, chào mừng anh em quay trở lại với xe giá tốt 24 giờ. Trước mắt anh em là dòng xe Toyota Corolla Cross nhé. Em xin phép đọc nhanh là Toyota Cross. Thì trong cái video ngày hôm nay em xin phép được chia sẻ cũng như là cập nhật những cái chính sách giá bán mới nhất của dòng Toyota Cross này để cho anh em có thể là cân đối được cái tài chính của mình để lựa chọn dòng xe Toyota Cross hay là các xe có cùng phân khúc có trên thị trường. Thì cuối tháng 5 này cũng chỉ còn có 3 ngày để nhận được cái ưu đãi chính sách mới nhất của cái dòng Toyota Cross này cho anh em thôi. Hiện tại bên em có cả phiên bản VIN năm sản xuất năm 2022 và VIN sản xuất năm 2023. Thì em sẽ tính những cái giá lăn bánh, chương trình khuyến mại, quà tặng và phụ kiện. Thì dòng xe Toyota Cross này đang cạnh tranh trực tiếp với rất nhiều xe. Ví dụ như là xe Kia Seltos này, chiếc xe Honda HR-V này, hay là rất nhiều chiếc xe khác có trên thị trường, đúng không ạ? Với chính sách giá bán được tăng cường ưu đãi như thế thì em sẽ chia sẻ ngay tới anh em nhé. Đầu tiên thì em xin chia sẻ với anh em cái phiên bản Toyota Cross 1.8G. Bản này thì hiện tại bên em hết cái VIN sản xuất năm 2022, nên em sẽ chia sẻ với anh em cái phiên bản cái VIN sản xuất năm 2023 anh em nhé. Bản này hiện tại đang có mức giá niêm yết là 755 triệu, sau khi trừ tiền mặt trực tiếp cho anh em lên tới trên 25 triệu anh em nhé. Thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 843 triệu, trả góp thì đang là 223 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì hiện tại đang là 828 triệu, trả góp thì đang là 207 triệu. Còn lăn bánh ở tỉnh nhá, anh em cần chuẩn bị cho em là 809 triệu, trả góp thì đang là 189 triệu. Tổng lăn bánh trên đã bao gồm các chi phí cứng để anh em tự đi đăng ký, ví dụ bao gồm tiền lệ phí trước bạ, phí biển số, phí dán tem đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ và phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Và chính sách giá bán nó sẽ còn tốt hơn khi anh em gọi điện trực tiếp cho em anh em nhá. Đó, ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ hai, đó là cái bản Toyota Cross 1.8V. Bản này hiện tại bên em có VIN sản xuất năm 2022, nên là em sẽ chia sẻ với anh em cái VIN sản xuất năm 2022 trước anh em nhé. Bản này hiện tại đang có mức giá niêm yết là 860 triệu, sau khi trừ tiền mặt trực tiếp cho anh em lên đến trên 80 triệu anh em nhé, lên đến trên 80 triệu đối với VIN sản xuất năm 2022 này. Đó. Quà tặng theo xe bao gồm dán phim kết nhiệt, thảm trải sàn và cam hành trình. Sau khi trừ tiền mặt trực tiếp cho anh em như vậy thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 902 triệu, trả góp thì đang là 242 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì hiện tại đang là 885 triệu, trả góp thì đang là 225 triệu. Còn lăn bánh ở tỉnh nhá, anh em cần chuẩn bị cho em là 867 triệu, trả góp thì đang là 207 triệu. Đó. Với chính sách giá bán như thế này, giá xe đâu đó chỉ còn có 780 triệu thôi, tính ra cũng chưa tới 780 triệu đâu. Đó, nếu như mà anh em cứ cân nhắc gọi điện cho em thì chính sách giá bán nó sẽ còn tốt hơn rất là nhiều anh em nhé. Với cái VIN sản xuất 2022, bên em cực kỳ linh động về giá bán, nên là anh em hoàn toàn có thể cân nhắc gọi điện cho em để nhận chính sách báo giá nó sẽ tốt nhất anh em nhé. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ 3, đó là cái bản Toyota Cross 1.8 HV Hybrid ạ. Bản này hiện tại đang có mức giá niêm yết là 955 triệu. Với cái VIN sản xuất 2022, bên em hiện tại chính sách giá bán lại được tăng cường anh em nhé, giảm trực tiếp tiền mặt cho anh em lên đến trên 80 triệu anh em ạ, lên đến trên 80 triệu. Và quà tặng theo xe bao gồm dán phim kết nhiệt, thảm trải sàn và một cái cam hành trình anh em nhé. Thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 1 tỷ 012 triệu, trả góp thì đang là 268 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì hiện tại đang là 993 triệu, trả góp thì đang là 249 triệu. Còn lăn bánh ở tỉnh nhá, anh em cần chuẩn bị cho em là 974 triệu, trả góp thì đang là 231 triệu.
Đó. Với cái Vin sản xuất 2022 này, bên em cực kỳ linh động về giá bán. Đối với anh em nào mà đang quan tâm cái Vin sản xuất năm 2023 thì sẽ phải cộng thêm giúp em 50 triệu anh em nhé, trên tổng cái lăn bánh này anh em ạ. Đó. Vừa rồi thì em đã chia sẻ rất là chi tiết cho anh em về giá xe, về khuyến mại, về trừ tiền mặt, về bảo hiểm phụ kiện, về tổng lăn bánh, rất là chi tiết cụ thể rồi. Còn anh em nào muốn có giá tốt, giá cạnh tranh thì anh em vui lòng qua điện hoặc nhắn tin cho em để nhận báo giá và gửi cái chính sách một cách nhanh nhất, minh bạch nhất và chính xác nhất anh em nhé. Em xin phép được dừng video tại đây. Cảm ơn anh em đã xem video của em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo ạ.